đầu tiên của gia đình mình về Bích Thủy. Cái ngày này mình vợ chồng mình cũng mới thuê đỡ được ở gần. Xin chào mọi người. Ở gần anh Năm, mình cũng được anh Năm giới thiệu làm video, cũng nhờ anh Năm giúp đỡ. Gia đình mình lúc trước cũng đi bán hàng rong trong cái số, nhưng mà giờ cũng khó khăn quá nên là vợ chồng mình cũng vợ chồng mình cũng được anh Năm giới thiệu đã làm video, nên là vợ chồng mình cũng hơi ngoài lòng ở chỗ anh Năm để tiện anh Năm giúp đỡ. Đây là chồng của mình, người con của mình. Chào mọi người con. Xin chào mọi người. Đang chuẩn bị trái cây cho bác sĩ ở nhà. Đưa lên tay nào. Đưa lên tay em.
đợi xíu nào, ngoan nào. Kiến đâu vậy? Kiến chết rồi rồi con. Hồi nãy bóp nó chết rồi còn gì đâu. Xin chào mọi người, mình rất vui khi mọi người đã xem video